Hồi đầu năm, khi Man United thắng liên tiếp, Marcus Rashford giải đạn như một khẩu M4 thượng hạng và thậm chí còn được kỳ vọng có thể được xướng tên trong top 30 ứng cử viên của bóng vàng. Lúc ấy, người ta tưởng rằng lời nguyền hàng công yếu kém của Quỷ Đỏ đã tạm thời được hóa giải. Khi đó, sự xuất hiện của Ten Hag được cho là nguyên nhân chủ yếu. Ông loại bỏ Cristiano Ronaldo và xác định Rashford sẽ là chủ công. Vị chiến lược gia người Lan đã xây dựng một đội ngũ trợ lý có vài cái tên đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là Mitchell van der Gaag, một cánh tay phải lâu năm, cùng với Steve McClaren, người từng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson và từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh. Nhưng giới chuyên môn nhận định rằng, hàng công Man United nói chung và Rashford nói riêng, tiến bộ là nhờ có Benny McCarthy, vị huấn luyện viên kèm cặp các tiền đạo. Trong ban huấn luyện của Man United có nhiều hậu vệ và tiền vệ, nhưng tôi muốn sự cân bằng. McCarthy có tâm lý tấn công vì là cựu tiền đạo, và đó cũng là một nhiệm vụ rất cụ thể trong đội. Bóng đá bao gồm ghi bàn, bạn có huấn luyện viên thủ môn nhưng cũng cần huấn luyện viên tấn công, và đặc biệt chúng tôi có huấn luyện viên để cải thiện khả năng ghi bàn. Ten Hag nói về việc lựa chọn McCarthy vào đội ngũ trợ lý. Trong quá khứ, McCarthy là một tiền đạo tài năng. Chính vì thế, ông truyền bí kíp giúp Rashford bùng nổ. Những tiếng thở phào đã xuất hiện nơi cổ động viên Man United. Ten Hag tin tưởng tiền đạo sinh năm 1997 cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tậm tịt, nên mới yên tâm chỉ chiêu mộ Rasmus Højlund, một viên ngọc thô đúng nghĩa, để về rèn dần làm tương lai hàng công. Nhưng ở đời thì chẳng ai biết được chứ ngờ. Rashford vẫn cứ là Rashford. Anh không thể bỏ được thói quen duy trì phong độ hình xin, tức là sau khi lên đỉnh thì lại cắm mặt xuống đất. Trận đấu sáng nay đánh dấu lần thứ 14 góp mặt trên sân của tiến sĩ ở mùa này. Đổi lại, anh chỉ ghi được một bàn thắng. Đáng buồn là khi Rashford xả sút thì các vệ tinh xung quanh anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn để gánh vác cho người đồng đội. Con số này của Højlund là 3 bàn thắng sau 12 trận. Của Garnacho là 1 bàn sau 13 trận. Nhưng buồn nhất là Antony và Sancho. Bộ đôi ngốn gần 200 triệu euro phí chuyển nhượng không ghi được bất cứ bàn thắng nào cho tới nay, dù Antony đã ra sân 10 trận. Trong khi Sancho thì khỏi bàn nữa. À thật ra là còn Martial nữa. Nhưng việc chúng tôi suýt quên mất anh chàng này là đủ để thấy rằng đóng góp của Martial là vô cùng ít ỏi. Anh chỉ ghi được 1 bàn thắng. Tổng cộng, cả hàng công của Man United mới chỉ khai hỏa được vỏn vẹn 5 bàn sau 15 trận trên tất cả đấu trường từ đầu mùa đến giờ. Tính riêng ở Premier League, các tiền đạo của Quỷ Đỏ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Thật đáng xấu hổ nếu biết rằng, từ đầu mùa đến giờ, một mình Cristiano Ronaldo đã ghi được 14 bàn thắng sau 13 trận. Tất nhiên, sẽ là rất khập khiễng để nói rằng, CR7 sẽ bê y nguyên cái hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận này về Premier League. Thực tế chỉ ra là mùa cuối ở Man United, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã rất xả sút. Anh thường thua thiệt các hậu vệ đối phương trong các pha tranh chấp tay đôi và cũng không đủ thể lực để theo kịp guồng quay chóng mặt tại Premier League. Thế nhưng, chúng tôi tin chắc rằng nếu còn Ronaldo, ít ra anh cũng sẽ ghi được vài bàn thắng chứ không đến nỗi vô dụng hoàn toàn như những chân sút mà Man United đang sở hữu. Tại sao có thể khẳng định như vậy ư? Vì Rashford đang sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở Premier League là 3,6. Vậy mà đổi lại chỉ là 1 lần lập công. Tức là đã có tới hơn 2 bàn thắng đáng ra phải được ghi bị tên nào này vứt đi. Nếu là Ronaldo, có lẽ anh sẽ không vô duyên đến như vậy. CR7 cuồn mòn về tốc độ, suy yếu về thể lực. Điều đó đúng. Nhưng xét về khả năng chọn vị trí và dứt điểm, huyền thoại người Bồ Đào Nha là bố. À, nói thế thì cũng chưa đúng, là ông nội của các chân sút Quỷ Đỏ. Thật đáng sợ nếu biết rằng dàn hồi lực trong tay Ten Hag có giá trị lên tới 300 triệu euro. Trái ngược với đội chủ nhà, Newcastle đã có một trận đấu khởi sắc. Eddie Howe chỉ tung ra bộ đôi trung vệ dự bị là Dammett và Emin Graft, nhưng họ không gặp nhiều khó khăn trước hàng công của Man United. Dường như họ không muốn ghi bàn khi trình diễn lối đá mờ nhạt, những bước chạy mệt mỏi và tinh thần chạm đáy. Anthony Martial được sử dụng ở vị trí trung phòng nhưng không để lại được bất kỳ dấu ấn nào. Tiền đạo người Pháp bị cô lập, hầu như không có cơ hội chạm bóng. Trong 64 phút trên sân, Martial không có nổi một cú sút trúng đích và chỉ thực hiện 1/8 pha tranh chấp bóng thành công. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1995 để mất bóng 5 lần. Ngoài đường biên, cái lạc đầu của Ten Hag đã nói lên tất cả. Chiến lược gia người Lan hoàn toàn bất lực khi Man United sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Các cầu thủ không cho thấy sự khát khao chiến đấu và bị đối thủ áp đảo toàn diện. Hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ không kiểm soát được bóng và hàng công cũng không có sự đột biến. Trận đấu giữa hai đội đều cần chiến thắng, nhưng chỉ có Newcastle cho thấy họ muốn giành được điều đó. Không mảng miếng, thiếu sáng tạo, càng không biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đáng buồn, đó không phải là vấn đề mang tính khởi điểm nhất thời với Man United. Nó đã diễn ra từ mùa trước và tái lập cho đến hiện tại. Mùa trước, hiệu suất bàn thắng của đội bóng này là 1,52 bàn trên trận.
thành tích tệ nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Hiện tại, con số đó giảm xuống còn 1,1 bàn trên trận. Với 11 bàn sau 10 vòng đấu, Man United đang là hàng công có hiệu suất kém nhất trong top 10. Thua cả những Wolves đã ghi 13 bàn hay Brentford 16 bàn. Đây là hệ quả từ việc các mũi nhọn trong tay Erik ten Hag sa sút đồng loạt. Người thì rất phong độ, kẻ thì dính ồn ào ngoài sân cỏ. Có người thậm chí còn công khai bật lại chính thầy của mình trên mạng xã hội, dẫn đến việc bị cách ly khỏi đội 1. Theo Opta, Man United trải qua 2 thất bại liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên trên sân nhà Old Trafford, lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 1962. Trong khi đó, Newcastle có chiến thắng đậm nhất trên sân của Man United kể từ tháng 9 năm 1930. Chưa dừng lại ở đó, Man United đã thất bại tới 8 trên 15 trận đấu ở mùa này. Kể từ mùa giải 1962-1963, đội bóng thành Manchester mới thua nhiều tới vậy trong 15 trận đầu tiên. Họ đã thua 5 trên 10 trận đấu trên sân nhà lần đầu tiên kể từ mùa giải 1930-1931. Nên nhớ, ở mùa giải 1962-1963, Man United chỉ xếp thứ 19 trên 22 đội bóng và suýt nữa phải xuống hạng. Ở mùa giải này, đoàn quân của Erik ten Hag đang ngập chìm trong khó khăn khi chỉ xếp thứ 8 với 15 điểm sau 10 trận. Trong bóng đá thường có câu lấy công bù thủ. Hàng thủ Man United đang gặp hàng loạt vấn đề khi bộ đôi trung vệ tốt nhất là Lisandro Martinez, Rafael Varane và hậu vệ có khả năng triển khai bóng tốt nhất là Luxor đều đang ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng hàng công của Man United thì là bù nhìn, chứ chẳng còn từ nào hợp lý hơn. Vấn đề ở đây là họ quá thiếu khát khao. Trừ Rasmus Højlund và Alejandro Garnacho còn chút nhiệt tình thì các cầu thủ còn lại đá như chưa ăn cơm. Cách đây vài ngày, Ronaldo đã gây ra nhiều tranh cãi khi liên tục cự cãi với trọng tài vì không công nhận bàn thắng của mình. Vâng, một người đàn ông 38 tuổi đã chinh phục gần đủ mọi vinh quang và được cho là đang dưỡng già, vậy mà anh ta vẫn điên cuồng với từng bàn thắng. Ronaldo có thể là người xấu tính và hơi bị ám ảnh bởi thành công quá mức. Song mặt tích cực là nó giúp cho anh luôn hoàn thiện mình để có thể đánh bại những kẻ khác. Còn Man United, các tiền đạo đã yếu về trình độ, lại còn kém ở thái độ. Không đá được bóng thì họ đá người. Những hành động làm cho người khác không thể tiêu hóa nổi và làm ô uế hình ảnh của Man United. Nói ra thì chua chát, nhưng quả thật, Ronaldo dù đã chia tay gần một năm, nhưng vẫn khiến quỷ đỏ phải đau nhói trong tim.